Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 2 tháng 4, lễ Thánh Francisco Paula ẩn tu. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời Thánh Francisco Paula ẩn tu qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Francisco sinh tại Paula, miền Calabria, ngày 27 tháng 5 năm 1416. Cha mẹ ngài là những người nghèo khổ nhưng rất đạo đức. Lập gia đình đã lâu mà không có con nên nài xin Thánh Francisco khó khăn cầu bầu và Chúa đã nhậm lời. Để tỏ lòng biết ơn, ông bà đã đặt tên con là Francisco. Người mẹ thánh thiện đã muốn tự mình nuôi dưỡng, dạy dỗ con rất cẩn thận và có thể nói, bà đã cho con hấp thụ nền đạo đức cùng với dòng sữa mẹ. Ngay từ thuở ấu thơ, Francisco đã hết lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, yêu thích cầu nguyện và hy sinh. Mỗi sáng vừa thức dậy, công việc trước tiên của ngài là chạy đến nhà thờ dự thánh lễ và ở lại lâu giờ cầu nguyện. Ngài thường nói với mẹ, con rất ham cầu nguyện với Chúa. Một ngày trời lạnh, bà mẹ thấy con quỳ lần chuỗi ngoài vườn, bà bảo, cầu nguyện lâu như vậy, sao con không lấy nón mà đội? Francisco nói, mình phải để đầu trần vì việc đó lại không phải để tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ là nữ vương thiên quốc sao? Ngay từ nhỏ thánh nhân sống hết sức khiêm tốn, luôn luôn muốn được mọi người gọi là hèn mọn nhỏ bé nhất. Năm 13 tuổi, ngài vào học trong dòng thánh Francisco. Thấy ngài nhân đức và tuân theo luật dòng nhiệm nhặt, các thầy muốn giữ ngài luôn trong dòng. Nhưng 2 năm sau, cha mẹ đưa ngài hành hương đến Roma. Được ơn Chúa soi sáng, ngài chọn đời khổ tu và lui vào nơi thanh vắng, chuyên lo ăn chay cầu nguyện. Ngài chỉ sống ẩn dật được 4 năm thì nhiều người đã biết nhân đức của ngài. Họ đến xin ngài hướng dẫn đàng chọn lành và tình nguyện ở lại với ngài. Đó là nguồn gốc của dòng anh em rất hèn mọn của Thánh Francisco Paula. Theo tinh thần của Đức Kitô, ngài khuyên các môn đệ của mình hãy giành lấy chỗ rốt hết. Luật dòng được Hội Thánh công nhận vào năm 1474. Dòng lan rất nhanh khi đấng sáng lập còn tại thế. Ngoài ra, việc tuân theo 3 lời khuyên phúc âm là khó nghèo, thanh tịnh và vâng lời. Các tu sĩ dòng còn khấn giữ đức khiêm nhường và bác ái với mục đích là để đạt được phần rỗi linh hồn, như lời thánh nhân thường nhắn nhủ các tu sĩ. Anh em hãy tránh sự giữ, hãy đẩy lui các dịp nguy hiểm. Chúng tôi và toàn thể anh em chúng tôi, mặc dầu bất xứng, vẫn liên lỉ cầu xin Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô, con người và Đức Trinh Nữ Maria để các ngài không ngừng phù trợ anh em theo đuổi công việc cứu độ hồn xác anh em. Tôi tha thiết khuyên anh em hãy chuyên cần chăm lo việc rỗi linh hồn mình cách khôn ngoan và nhiệt thành. Chắc chắn ai cũng phải chết và đời sống thì chóng qua, khác nào mây khói. Vậy anh em hãy chú tâm vào sự thương khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, người đã từ trời xuống thế cứu chuộc chúng ta. Người đã chịu đau đớn trong tâm hồn và thể xác vì chúng ta. Và người đã không hề tránh một cực hình nào. Người làm gương cho ta về đức nhẫn nhục và yêu thương. Vậy, trong mọi nghịch cảnh, chúng ta cũng phải nhẫn nhục. Trong một lá thư ngài viết, anh em hãy rũ bỏ lòng giận ghét, thù nghịch. Hãy để ý tránh những lời cứng cỏi. Nếu miệng anh em lỡ thốt ra, thì đừng ngại dùng chính cái miệng đã gây ra thương tích ấy mà đem ra phương dược chữa lành. Bởi vì nhớ hoài các lỗi lầm là điều không nên, là thêm tức giận, là duy trì tội lỗi, là thù ghét sự công chính, là một mũi tên đầu bị rỉ sét, là thuốc độc của linh hồn làm mất các nhân đức, là con sâu ăn mòn tâm hồn, làm rối trí khi cầu nguyện, vô hiệu hóa lời xin cùng Chúa, làm mất lòng bác ái, là đóng đinh vào linh hồn, là nuôi dưỡng tà tâm, là luôn luôn muốn phạm tội,
là linh hồn chết đi hàng ngày. Anh em hãy yêu mến sự bình an. Sống trong dòng, thánh nhân luôn nêu gương khắc khổ, khiêm nhường, bác ái cho các tu sĩ. Đời sống ngài là một hiến lễ dâng lên Chúa hàng ngày. Vì thế, ngài được Chúa thương ban cho nhiều ơn lạ. Chúng ta ghi lại một vài phép lạ như sau. Một lần kia, thánh nhân muốn đi từ Calabria về Sicilia, nhưng vì không có tiền trả lộ phí cho mình và cho một người bạn đường, các thủy thủ đã không cho ngài xuống tàu. Thánh nhân liền trải áo xuống nước và cùng với người bạn đường áp con tàu kỳ lạ này về Sicilia. Một lần khác, công nhân xây cất tu viện của ngài thiếu nước. Ngài làm cho một cái giếng nước chảy ra từ một phiến đá. Giếng này không bao giờ cạn, đặc biệt nhất phải kể đến việc ngài phục sinh cho đứa cháu của mình. Em ngài là Brigitta có một đứa con muốn vào tu dòng của cậu. Nhưng với sự quyến luyến tự nhiên của một người mẹ, bà luôn tìm cách ngăn cản. Đứa bé đã chết, bà tìm đến gặp anh mình để mong được an ủi. Bà nói, chính em đã gây ra cái chết này. Nếu em đồng ý cho nó đi tu thì nó đã không phải chết. Thánh nhân trả lời em mình, nếu nó còn sống thì em có đồng ý không? Dĩ nhiên, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Không nói thêm một lời, Francisco đến gần đứa trẻ và làm cho nó sống lại. Người mẹ dường như không tin ở mắt mình nữa. Người ta còn nói có tới 60 người được thánh nhân làm cho sống lại như vậy. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị muốn biết rõ những lời đồn thổi về thánh nhân. Ngài sai một người đến tìm hiểu hư thực. Vị sứ giả đến tu viện mà không báo tin trước. Thấy Francisco, ngài muốn cung kính hôn tay thánh nhân, nhưng vị tu sĩ đã phản đối. Ngài nói, chính con phải hôn đôi tay đã 33 năm dâng hy lễ mới phải. Vị sứ giả rất đỗi kinh ngạc vì Francisco đã không hề biết ngài tới trước đây. Để sáng tỏ hơn, ngài đàm luận riêng với thánh nhân và rất thán phục vì những lời đáp đầy khôn ngoan và đức tin của thánh nhân. Trở về trình bày cho Đức Giáo Hoàng, vị sứ giả cho biết, những lời đồn thổi về công việc và công đức của Thánh Francisco Paula còn kém xa sự thực rất nhiều. Danh tiếng ngài đồn ra khắp nơi. Năm 1482, khi vua Louis thứ 11 nước Pháp lâm bệnh nặng, ông đã yêu cầu thánh nhân đến cứu chữa. Thánh nhân còn ngập ngừng nhưng vâng lệnh Đức Giáo Hoàng Sisto thứ 6. Ngài liền lên đường không một suy nghĩ đắn đo. Nhưng thay vì cứu cho nhà vua sống, ngài đã giúp ông được ơn chết lành. Đáp lại nguyện vọng sống lâu của nhà vua, thánh nhân trả lời, cuộc sống của vua chúa cũng có giới hạn như bao người khác. Lệnh của Thiên Chúa không thể xoay đổi được. Tốt hơn cả là xin vua hãy vâng theo ý Chúa và dọn mình chết lành. Cảm động vì những lời khuyên này, nhà vua đã hối cải và qua đời cách thánh thiện. Francisco vội trở về Italia, nhưng vua cho thứ 8 đã giữ ngài lại. Cả vua Louis thứ 12 sau này cũng vậy. Thánh nhân được coi như vị cố vấn soi sáng lương tâm và trong cả việc nước của hai vị vua nước Pháp ấy. Tại đây ngài thiết lập nhiều nhà dòng. Khi cảm thấy sắp phải lìa trần, thánh nhân như được tiếp nhận một tin vui. Ngày thứ năm tuần thánh, ngài tập họp các tu sĩ lại, khuyên họ giữ chay trường và luật dòng. Cầm than nóng trong tay, ngài nói, cha đoan quyết với con rằng, đối với người yêu mến Chúa, việc hoàn thành điều mình đã hứa với Chúa không khó hơn việc cha cầm lửa trong tay này đâu. Sau đó dựa vào một tu sĩ, ngài dự lễ và rước mình thánh Chúa. Vì được ơn nói tiên tri và làm phép lạ, được mọi người từ vua quan tới dân chúng kính trọng, ngài cột dây vào cổ và muốn người chết như một tội nhân. Ngày thứ sáu tuần thánh sau khi chỉ định người kế vị chúc lành cho con cái, ngài hôn thánh giá và tắt thở. Hôm ấy là ngày 2 tháng 4 năm 1507. Theo lời thỉnh cầu của vua Louis thứ 12 và công chúa Claude mà thánh nhân đã cứu chữa, Đức Thánh Cha Leon đã phong trần phước cho ngài vào năm 1513 và ngài được tuyên phong hiển thánh
năm 1519. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thanh giá, con chỉ biết lặng thinh tưởng suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con hững hờ. Tình Chúa không phai mờ. Con luôn tin vào ngày mai, một ngày mai Chúa vẫn thương con hoài. Con luôn tin ở nơi Chúa, vì tình Chúa thương con không đổi thay. Con xin dâng vào tay Chúa đời con, phó thác trong tay Ngài. Bao đau thương và trông gai, nguyện tình Chúa theo con suốt đêm ngày. Con chẳng thiết tha gì khi đời con xa Chúa, con chỉ biết cầu xin Chúa ơi đừng bỏ con. Cuộc sống những đam mê biết bao nhiêu ê chề, cuộc sống quá bon chen biết bao nhiêu nhục nhằn. Con xin người thương con cho ngày tháng êm đềm, xin đời con có Chúa cho đời những niềm vui, hãy tin vào Chúa thôi. Tình Chúa mãi theo ta, những ai trông cậy người. Tình Chúa vẫn bao la những ai hy vọng người. Tình Chúa ôi muôn đời. Con luôn tin vào ngày mai, một ngày mai Chúa vẫn thương con hoài. Con luôn tin ở nơi Chúa, vì tình Chúa thương con không đổi thay. Con xin dâng vào tay Chúa cuộc đời con, phó thác trong tay Ngài. Bao đau thương và trông gai, nguyện tình Chúa yêu con suốt đêm ngày. Con luôn tin vào ngày mai, một ngày mai Chúa vẫn thương con hoài. Con luôn tin ở nơi Chúa, vì tình Chúa thương con không đổi thay. Con xin dâng vào tay Chúa cuộc đời con, phó thác trong tay Ngài. Bao đau thương và trông gai, nguyện tình Chúa theo con suốt đêm ngày.